các bạn. Buổi sáng là cái trang anh em chỗ bao đánh lưới rộ cho nên là tài công bên mình giờ đổ khói để tiếp tục đi lấy cá các bạn. Ngân với cái nhồng rồi nó lộn nhiều. Giác này thì nó ít lộn cái lặt vặt lâm ve rồi các bạn. Giác này cái cơm nó nhiều. Rồi 20 giỏ. Chắc phải hơn tấn các bạn à. 20 giỏ là 8 tạ rồi. Hello, xin chào anh em. Mình xin tạm biệt cảng cá An Thới hoài ngày nha anh em. Bây giờ mình lên ghe thu mua Thành Long rồi. Để mình đi một cái chuyến hành trình tiếp theo. Đó, có cái chiếc ghe tải ở đằng này là bây giờ là nó chạy về Vũng Tàu nè, lấy cá ở An Thới, bây giờ nó đang chạy về Vũng Tàu. Anh em nào thích review là bữa nào mình lên chiếc tải đó đi về Vũng Tàu luôn cho anh em xem. Từ Vũng Tàu á là nếu là mình thích thì mình sẽ lên ghe tải mình đi ra lại Côn Đảo luôn, mình khỏi phải đi tàu cao tốc tốn 400-500 ngàn. Mà đi ghe tải thì nó có video cho anh em mình xem nó hấp dẫn hơn. Ok anh em, bây giờ thì tối nay sẽ mua bán cá rồi này nọ luôn nha. Đây mới lên ghe bật bia giao lưu với anh em ở trên tàu liền. Đội hình ghe thu mua của anh em là gồm có 5 nhân lực với anh thuyền trưởng nữa là 6. Đây là anh Thạnh nè, đây là anh Tiến hả, đây là anh Tuấn hả, đây là anh Vịnh nè, anh em nãy giờ ngủ là chưa biết tên luôn, anh Tèo đó. Quay clip cho nhớ không đỡ bữa sau gọi lộn tên nữa công đó. Thì mình đi cái cuộc hành trình nguyên cái năm 2023 giờ rồi là mình không có quay bất cứ một cái clip nào mà anh em ăn uống sinh hoạt ở trên ghe thu mua của mình hết. Thì bữa nay mình lên ghe thu mua của anh em chuyên tải cá cơm á, thì anh em mới gặp mặt cho nên là mấy ảnh cũng nói chung là cái cách sống của anh em mà đi làm biển với cách sống của người miền Tây là nó thoát lắm em. Anh em gặp mặt nhau là giao lưu rồi nói chuyện tâm sự rồi trở thành giống như bạn bè anh em lao động với nhau không à. Mình cũng là dân biển, anh em cũng là dân biển cho nên là gặp nhau tay bắt mặt mừng, lao động kiếm đồng ngân là gì, xây trở cuộc sống nuôi gia đình vậy thôi. Sống ai cũng phải làm hết mà, công việc nào nó không quất quẻ hết. Anh thuyền trưởng là anh đang liên hệ với anh em của đoàn chủ bao, tối nay là chở khoảng tầm 2 mấy tấn gì đó. Anh em nhớ đón xem clip tối nay nha. Đây các bạn, bây giờ là 3 giờ sáng, mấy anh em mình dậy uống cà phê, nước trà, rồi bắt đầu cái hành trình đi mua cá các bạn. Mới sáng sớm là anh Tiến lấy cá ra ngày hôm qua, mấy anh bán á, xong má anh lựa ra một mớ cá nhồng. Rồi sáng hôm nay má anh sẽ đỡ phơi cho nó đủ nắng, bởi vì ngày hôm qua má anh em lo bán cá cho nên là không có kịp thời gian xẻ các bạn. Bây giờ mình sẽ quay đảo Nam Du cho các bạn xem. Ghe thu mua của mình đang chạy ngang qua đảo Nam Du các bạn. Cái đoàn lưới chủ bao họ đang khai thác phía gạch ngòi của đảo Nam Du. Đây các bạn, xe mịt mù ở đằng kia có mấy cái ánh đèn mà lấp ló là bên đó là đảo Nam Du nha các bạn. Đảo Nam Du thì họ cũng làm du lịch, có cái khách sạn cũng to đùng à. Còn đoàn lưới chủ bao thì đang khai thác ở bên khu vực này. Đó, có mấy cái ánh đèn mà sáng xanh xanh nha các bạn. Bình thường thì mình đi khai thác thì mình thức cả đêm à, bữa nay thì cái hành trình cùng anh em cho nên là ngủ 4-5 tiếng đồng hồ ở trên ghe quá đã luôn. Nói chung là còn chưa quen cho nên là ngủ không có được các bạn à. Ngủ 4-5 tiếng thì chứ còn nếu thiệt mà
thời gian thì anh em từ buổi chiều cho tới nửa đêm anh em ngủ xà láng luôn, ngủ ớn thôi các bạn. Tới 3 giờ sáng thì mấy anh em mới bắt đầu cái hành trình đi mua cá. Còn mấy anh em đoàn chủ bao thì khoảng tầm nửa đêm trăng lên là mấy anh bắt đầu khai thác các bạn. Bây giờ là gần cạn lưới rồi, cho nên là đoàn chủ bao có liên hệ với tài công, cho nên là bây giờ mấy anh em mình sẽ chạy tới cái khu vực mà ghe chủ bao vừa mới khai thác xong nha. Bây giờ ghe thu mua chuẩn bị đang chập vô ghe đánh bắt để lấy cá các bạn. Lúc nãy mấy anh em ở trên ghe cậy khay rồi ra. Đấy. Chập vào. Này chủ bao của anh em Khánh Hòa nha. Rồi ghe khai thác to hơn ghe ghe thu mua to, ghe khai thác nhiều luôn các bạn. Đấy. Hoạt cảnh hấp dẫn các bạn ơi. Mấy anh em mình đón xem những cái hoạt cảnh trên ghe thu mua. Bên đây là mình đi ghe thu mua là gặp sẽ gặp rất nhiều ghe khai thác luôn nha anh em. Đó, bây giờ đem sọt ra cho mấy anh em chủ bao đựng cá, rồi mấy ảnh xúc đổ vô trong cái thúng này, rồi mấy anh em thành viên ở trên ghe thu mua là vô kết các bạn. Bây giờ bên ghe thu mua của mình qua ghi sổ các bạn, ghi mã. Đây xem lực lượng của anh em bên ghe chủ bao nè. Tài công ở bên mình là qua tính tiền cho cái bận cá của ngày hôm trước. Đó, mấy anh khai thác xong, mấy anh tháo lúc mà mấy anh làm phen, mấy anh tháo cái đoạn chấp của dàn phen các bạn. Bây giờ mấy anh làm phen xong, mấy anh ráp cái đoạn chấp vô nè. Đó, thấy cái anh có anh đang ráp đấy không? Lực lượng ở trên ghe chủ bao mình đếm thử coi 2 4 6 8 9, ở sau này 1 2 anh nữa là 10, tầm 10 người, 11 người với anh tài công nữa, đây nữa 11 với anh tài công nữa 12. Lên TV đài truyền hình Việt Nam các bạn. Bánh chủ bao thì chủ yếu cái ngư trường khai thác đây là máy ảnh làm đổ giờ sáng lẫn là làm ngày, cho nên là lúc nào cũng thấy cái rèm che nắng hết. Đó. Nghe rõ cái cọng dây gạnh mà đỡ gan cái gạnh đầu á, mấy anh chơi cái bánh xe cho nó co nhúng rồi nó chịu lực. Đó, chỗ bao giờ mấy anh múc cá lên nè. Chơi toàn là bikini không các bạn. Hấp dẫn không? Này mấy anh em giờ chuyển cá qua. Này cá cơm rồi nó không lộn xộn nục nhét rồi lâm ve rồi các bạn. Đây là khai thác sát bên đảo Nam Du luôn nha các bạn. Mấy anh lựa cái rác ra bớt các bạn, rác nó lộn ban nục nhỏ dẹp dẹp lâm dê rồi lựa ra bớt đỡ mình vô mình bán bên nhà vừa họ thấy cá cơm nó nhiều cái giá nó sẽ cao hơn một xíu. Vô ở trong thúng này tí xíu nữa thì
mấy anh em ở trên ghe thu mua mới tiến hành mình muối muối sư các bạn, mình muối kết, mình muối sư mình cho xuống dưới hầm, cho nên là trên ghe thu mua là chứa kết nhấp luôn à. Một dãy kết, hai dãy kết dọc hai bên hông này là chứa kết lúc luôn các bạn, muối kết các bạn. Cái đội hình của trên ghe thu mua của mình thì chủ yếu là làm ké ở ngoài biển thôi, còn vô trong bờ là có bóc quét trong cảng họ làm á. Đó, bây giờ vô kết anh em tiến hành muối nè, chuyển, bây giờ là chuyển qua phía bên cái dãy phía bên đốc, chuyển qua chất bên đó, chuyển chất xong rồi mới tiến hành muối các bạn. Lộn cái nhầm đồ này nọ mấy anh em làm ra hoài. Lộn cái nhầm quá trời ha. Nhầm này làm trẻ ra là sẽ khô. Chuyển ké qua liên tục luôn các bạn. Này là chủ bao của anh em Khánh Hòa nha. Đây tài công bên ghe thu mua mình nè, thấy tài công đẹp trai không? Đẹp hơn mình gỡ gấp đôi vậy các bạn. Này được tầm mấy mẻ ra? 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, khoảng tầm 4-5 tạ các bạn. Cái trụ bao thì nó như vậy các bạn à, ít khi mà nó có lón dày lắm. Trụ bao thì mấy ảnh khai thác một đêm lẫn ngày luôn là rất là nhiều giác. Cái anh là giúp 5-6 giác, có khi là 7 giác luôn. Đó, má anh em trên ghe khai thác là bây giờ tiến hành làm dây. Má anh chơi dây bô tròn đó các bạn, cho nên là phải cho vô cái vỏ. Cho vô cái vỏ để mình xẻ quắn các bạn. Đây nè, kéo đẩy lên còn mớ nữa nè. Mớ hai mớ nữa. Làm dây rẹt rẹt bổ tiếp các bạn, tranh thủ mấy cái lón ké dày đẩy rẹt rẹt để kiếm vài giác lưới nữa các bạn ơi. Lấy ké xong rồi các bạn, bây giờ là mình giãn ra để mình chạy đi tiếp tục lấy ké của một ghe khai thác khác ha. Mua ké xong rồi, giờ mấy anh em mình tiến hành bảo quản ké các bạn. Ở đây có cái hầm để xây chứa sẵn đây. Mấy anh em sẽ muối một lớp ké, một lớp lớp ké lớp đá ha. Cứ chất khay bắt đầu anh em rải lên mặt. Nè, lừa ra được mớ cá giặt nè các bạn. Nhầm không ạ? Đây các bạn, phía trước mình đây là có một chiếc chủ bao. Vừa mới bao đèn của cái chiếc này. Chiếc này giờ mới chạy ra bên ngoài nè. Chiếc trước là đang bao đèn ha. Đấy, tôi luôn thích. Giờ khoảng tầm
4:30 sáng các bạn. Nó mới bao đèn cho nên là chiếc mà trong đèn nó chạy ra bên ngoài rồi. Khoảng tầm tiếng mấy nữa là máy ảnh cạn lưới rồi các bạn. Thuyền trưởng ở bên mình đang liên hệ với là mấy tàu cá của đồng đội để tiếp tục nhận cá ha. Giờ là 5 giờ sáng rồi các bạn. Ghe thu mua tiếp tục nhập vô một ghe khai thác khác để mua cá tiếp các bạn. Chiếc này cabin vàng ha. Cabin vàng thì đăng kiểm của nó là dưới 15 m. Ghe thì nhỏ nhưng mà ghe còn cứng khừ à. Này anh làm anh sửa sang tu bổ cũng nhiều ha. Nhìn cái model vóc dáng nó mới sắc bén. Nhìn ghe thu mua. Nhìn ghe thu mua giống như ghe mẹ của ghe khai thác rồi các bạn. Đây là đội hình của anh em ghe khai thác các bạn. Trên ghe là toàn xe cư rai không các bạn. Tơ tu, tơ đồ, đầy lưng, đầy mình đó. Nè, mấy anh em trách nhiệm múc cá là múc cá. Còn mấy anh em trước đây cái dàn ekip chính là mấy anh em làm khoen. Thì mấy anh em mình làm người lưới quay anh em cũng biết rồi. Thì có cái dàn ekip chuyên về bên khoen ha. Mấy anh chở khoen rồi mấy anh lại dây rồi. Đây là dàn nhân lực chính của ghe. Nhân lực thứ hai nữa là chịu trách nhiệm là múc cá, cũng là một cái nhân lực chính luôn. Còn đội hình ở sau kia là nấu nướng thì một cái đội hình khác phụ trách bên ăn uống. Đây là anh xài cái sợi dây rút phi 38. Còn anh em lưới quay đêm của anh mình thì anh em xài bây giờ là phi 55-60 là chủ yếu. Thì mấy cái cọng dây theo á, mấy cọng dây theo mà lúc trước thì anh em lưới rút đêm ở mình thì cũng xài dây cỡ tầm này thôi. Sau này mấy anh em nâng cấp, mấy anh em lên dầu rồi mấy anh em thêm phen rồi thêm lưới thì mấy anh em mới nâng cấp lên cho tới bây giờ, thời điểm bây giờ hiện tại luôn là phi 60. Đây bây giờ nó buổi sáng nó khoảng tầm 5:30 các bạn, lấp ló đảo Nam Du đây. Đảo Nam Du cho các bạn xem, loanh quanh đây là chỗ bao rất là nhiều luôn. Cái đoàn chỗ bao này là đoàn chỗ bao chủ yếu của anh em Khánh Hòa. Với một số cái trụ mà trụ lưới ru của anh em Phú Quốc, Kiên Giang. Quýnh sát bên mép núi của đảo Nam Du luôn các bạn. Đây, việc kia chỗ bao bây giờ là máy ảnh sẽ bổ lưới cho tới 90 giờ trưa các bạn. Rồi máy ảnh chăn đêm là máy ảnh ngủ. Ké nó có đổ giờ sáng cho tới trưa. Đó, bây giờ đội hình tiến hành múc ké đem qua ghe thu mua của mình. Đội hình bên ghe thu mua của mình là tiếp tục cái nội dung giống như lúc nãy. Đó là lựa cá vặt rồi lưng chuyển qua phía bên này. Rồi mình tiến hành mình đưa xuống dưới hầm rải đá lên trên mặt. Xem thử là chiếc chỗ bao này vô được bao nhiêu sọt nha anh em. Thông thường là cái sọt đó anh em định lượng khoảng tầm 40 kg. Đấy. Sọt vàng á. Chuyển cá qua các bạn. Đây các bạn, quạt lưới của anh này là lộn cá ngân này, cá ngân hai ngón hở giống như hôm bữa mấy giác lưới cuối mùa mình khai thác trên đảo Phú Quý các bạn. Mấy ngày cuối mùa trên đảo Phú Quý là cá ngân này anh em quýnh cứ người vài chục tấn mỗi giác lưới đó. Có chiếc tới hai mấy gần 30 tấn cá ngân loại này. Năm nay nó ốp vô cái lài cá ngân nhỏ nhỏ này dày lắm. Mấy bữa sau cái đoàn lưới quay của anh em Phú Yên mình mãn mùa mình giờ nghỉ á, thì cái đoàn lưới quay của anh em của Bình Định thì họ tiếp tục khai thác tại cái khu vực của vùng đảo Phú Quý, cũng cá ngân này do bán rất là nhiều.
Hôm bữa thì cá ngân này á, ở đảo Phú Quý mình khai thác cũng được mười mấy 20 tấn, thì mình vô mình bán toàn là họ trả tiền theo kiểu như cá mồi không các bạn, 10.000, 11, 12.000 rồi vậy á. Còn không biết ở dưới đây thì họ trả cái lượng tiền họ mua như thế nào. Mà mình nghe phong thanh thì ở dưới đây họ cũng ít chuộng ba con cá này lắm. Nghe nói cá ngân mà con tới 3 con ký thì ở dưới đây nó cũng rẻ bèo luôn các bạn. Dưới đây họ không có chuộng cá này, chủ yếu là khai thác chính là cá cơm với cá ngừ rồi vậy các bạn. Đây lưng chuyển qua bên dãy bên này. Cái đặc thù ở trong đây họ làm cá cơm á, cho nên là mình có quay một số ghe lưới quay của anh em Phú Quốc và anh em trên ghe mình thấy là cái gian mà để chứa cá rồi để bảo quản cá là họ làm rất là rộng, họ làm rất là bền luôn. Vì đặc thù ở đây là ghe lưới quay của Phú Quốc là họ đánh xong rồi họ cũng bảo quản ở trên tàu của họ luôn. 3-4 ngày là ghe thu mua cặp lại thì họ sẽ luân chuyển qua bên ghe thu mua. Còn những cái ngày cuối á, gần vô thì họ muối đầy ở trên ghe khai thác rồi họ chở vô bờ bán luôn, khỏi mất tiền lai. Đây mấy chiếc chủ bao này là cũng trang bị dàn sàng hết nè. Đấy thì cái dàn sàng này cho tới bây giờ thì anh em lưới quay đêm thì anh em trang bị cũng nhiều, hầu như là gần hết luôn. Còn cái tổ tiên của cái dàn sàng này là xuất phát từ anh em chủ bao, mà mình thấy chính xác hơn nữa là xuất phát từ anh em chủ bao của vùng Khánh Hòa Nha Trang, rồi sau đó anh em lưới quay đêm mới anh em bắt đầu xài cái dàn sàng này. Cái dàn sàng này nó hay một cái là khi mình ban lưới á, là cá nó ít theo lường các bạn, nó rớt xuống hết à. Mà đặc biệt là cái chủ bao á, thì chúng ta mà không ban cái dàn sàng này giống như ngày xưa cái thời điểm mà mười mấy năm trước á, thì chúng ta cứ kéo dọc hông á là cá nó nhét vô trong lường nó lên hết trơn. Chủ bao anh em Khánh Hòa đi khai thác một cái quãng đường cực kỳ xa luôn, từ Khánh Hòa Nha Trang mà di chuyển qua khỏi Cà Ná nè, rồi vừa qua khỏi Bình Thuận nè, qua khỏi Vũng Tàu nè, qua khỏi Sài Gòn nè, rồi xuống tới Kiên Giang nữa. Đây là khu vực khai thác tại đảo Nam Du. Mình cũng chúc cho anh em mình khai thác thật nhiều để khoảng tầm dao động tỷ tỷ, rồi có gì anh em trăng về chia kiếm người ít chục triệu các bạn. Đây các bạn, buổi sáng là cái trang anh em chỗ bao đánh lưới rộ, cho nên là tài công bên mình giờ đổ khói để tiếp tục đi lấy cá các bạn. Anh em ở trên tàu thì bảo quản cá chưa xong, nhưng mà chủ bao bây giờ họ cạn lưới rất là nhiều các bạn, tranh thủ chạy đi lấy cá thôi. Chạy đây chắc cỡ tầm 8 ly mấy các bạn. Sẽ đi lấy cá chiếc nào đây, mình dòm được rồi. Ở đây có thu mua của Kiên Giang rồi các bạn. Quá trời chạy luôn, đổ khói luôn các bạn. Đây này là thu mua của Cà Mau các bạn, không phải của Kiên Giang. Thu mua Cà Mau ghe dài dắt tầm 22-23 mét.
chỗ khói luôn. Tới để tiếp tục kịp thời gian lấy cá cho anh em chỗ bao, là bây giờ là cái thời điểm này là cái thời điểm cá nó rộ nha các bạn. Bây giờ là thời điểm mà giấu cá nó mạnh nhất, cho nên là tranh thủ là mình làm gấp rút cho kịp thời gian để anh em khai thác cái quát lưới tiếp theo các bạn. Đủ vỏ nhấp luôn nè, 1 chiếc nè, 2 chiếc nè, 3 chiếc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ở sau lưng 3, 4 chiếc nữa, 10 mấy chiếc. Mình lên ghe chạy luôn anh Thiên Dưỡng ơi. Buổi sáng cực kỳ hấp dẫn luôn các bạn. Nổ khói, vẫn tiếp tục nổ khói các bạn. Đây ghe của ảnh là dài khoảng tầm 19 mét, dao động, động cơ Cummins N14 4.6, chạy hộp số là 5.1, tay là 1m50, chất chỗ bao hồi nãy đánh đâu được chắc tạ mấy rồi các bạn. Ồ, ghe chạy dốc quá. Lấy cá các bạn. Mở mới của mình không đâu, nó mở chi. Sáng quay nó đã, trời nó rõ. Đây liên vòng qua đảo Nam Du chân ngày nha các bạn xem. Cái mặt này họ không có làm du lịch. Làm du lịch nữa, cái mặt trong kia. Rồi cặp lại chiếc này hồi hôm các bạn. Chiếc này hồi hôm mình lấy giác lưới rồi, giờ tiếp tục lấy giác nữa. Rồi về. Yeah. Rồi tới bác là con gái nhẹ thôi. Ồ, re dông các bạn, re dông bây giờ gió quá gió. Re dông, làm nhanh ké đỡ cắm anh em ơi. Làm ké nhanh lên, re dông rồi. Đó, tè dông rồi các bạn. Đấy, tè mây mù nè. Mù kín đó nè. Rồi anh em nào xúc ké anh em nào làm dây các bạn. Tranh thủ làm dây lại khoen nữa đánh tiếp giác lưới tiếp theo các bạn ơi. Này là cái gọi là cái rổ để xẻ dây. Bên này là họ chơi dây bô tròn cho nên là bắt buộc phải xẻ.
Còn chiếc hồi nãy vừa mới lấy ké xong mà chơi dây bô, dây rút, cho nên là nó tự động nó xẻ bắn luôn các bạn, mình không cần phải xẻ. Còn chơi dây tròn là phải xẻ như thế này. Anh em dân biển là vui vẻ nhiệt tình lắm các bạn. Còn có cái vàng này là làm gì vậy anh? Cái vàng này để làm gì vậy? Cái vàng này nè chứ. Dạ. Tranh thủ kiếm dài giác lưới nè các bạn. Đang kéo vợt nè. Đó, vợt này tổng công suất của một cái vợt đó mà nó chứa cho đầy vợt, full vợt thì mình nghĩ nó khoảng tầm dao động một tạ thôi các bạn. Khoảng tầm hai vỏ hơn xíu. Đồ giác này lộn cái giặt quá trời luôn các bạn. Cái giặt toàn cái xịn không à. Cái này ở trên mình thì mình hay gọi là cái chợ. Ban cái chạy chợ là cái mắc tiền. Hai người với vỏ này tới 40 kg dao động mà bưng gỡ dài vỏ là trong lưng á. Vỏ bằng vỏ nhựa không á. Đấy, cái lập lăng của hai lính cảo của anh em Khánh Hòa, hai lính dở sợ, hai lính to hơn mấy lính của anh em lưới rút đêm. Hai lính ác chiến, hai lính này chắc phải tầm gần 2 tạ anh em, cỡ tạ 6 tạ 8 vậy. Đó, gửi lời gì cho chị em đồ ở nhà đồ là mấy chị em mở kênh YouTube là thấy anh em nha. Đó, chị em ở nhà thấy anh em mình đi kiếm tiền lao động nó vất vả lắm nha mấy chị. Có anh em nào gửi lời nhắn tin cho chủ nợ ở nhà để yên tâm nha. Mấy anh em chủ nợ ở nhà yên tâm đi. Anh em tôi là đợt đây là làm tỷ mấy. Vì là bao khuôn anh em ở nhà luôn. Bạc 50, 70 rồi, bạc 10 rồi là đợt đây là yên tâm hết nha. Đợt đây gì là thanh toán giải quyết hết. Đó, bên này là mới vô được thúng này là thấy cũng hơi sổng ké rồi các bạn. 4-5 tạ rồi đó. Trong thúng đó là 4-5 tạ rồi. Còn tiếp tục múc này các bạn ơi. Này có mấy ghe châm đèn các bạn. Mấy ghe nhỏ châm đèn để nó chịu đèn thì mấy anh em bổ đèn. Tan dông rồi. Lè nó bay qua tan dông rồi anh em ơi. Làm xong tiếp tục dứt nữa. Bây giờ là anh em làm là dự định làm phải tới trưa luôn nha. Làm chừng nào mà hết cái dấu ké thôi thì anh em mới nghỉ. Đêm sau làm tiếp. Quá trời cái cơm luôn. Đó, sau một hồi chuyển cá mà cá còn ở trong thúng mà ở đây cái khu của mấy anh em mình là nó chiếm
muốn một nửa không các bạn, còn một quãng nữa. Lộn cái giặt mà, lộn cái giặt lại quá trời, cái giặt ngon các bạn, ngon với cái nhồng rồi nó lộn nhiều. Giác này thì nó ít lộn cái lặt giặt lâm dê rồi các bạn, giác này cái cơm nó nhiều. Sáu vỏ các bạn, 16 vỏ, 6 vỏ, 17 vỏ các bạn, lên 20 vỏ là dao động 8 tạ. Vỏ này hình như mấy anh ước lượng 40 kg nha. Vỏ các bạn. Chín vỏ các bạn. Rồi 20 vỏ. Chắc phải hơn tấn các bạn à. 20 vỏ là 8 tạ rồi. Áo que nữa. Thành mốt vỏ. Rồi vũ giờ rồi các bạn, giờ còn là lắp cây đẩy lên thôi, nhắc lên chắc khoảng tầm 22 vỏ vậy, 21 vỏ rồi, giờ còn lặt giặt nữa thôi, tính liều liều tính 22 vỏ, 23 vỏ gì đó các bạn. Đây cái được nửa khu vực khoang rồi, còn lại trong thúng này nữa chắc ra là dứt cái khu vực khoang này luôn. Hai giác được tấn mấy. Đây chào các bạn, buổi sáng tại đảo Nam Du các bạn ơi, thì hồi tối giờ mấy anh em mình mua được mấy tấn cá, thì cái số lượng đó thì mấy anh em bảo quản là trên tàu chứ không có vô bờ ha. Sáng nay mấy anh em mình ăn sáng với uống rượu ngâm dứa ở anh Thành. Đúng rồi. Dạ. Uống rượu ngâm dứa thì anh em làm sương sương, dứt nguyên cái nồi cá ngon luôn các bạn. Cá ngon ở trong này, con nào con nấy mập ù không à. Cá ngang này mua trong bờ mua 1 triệu rồi, mua không được đó à. Hàng này hàng cá chờ. Hàng này mùa đông ở ngoài vùng miền Trung mình là được tiền lắm. Bởi vì ở ngoài miền Trung mình thì cái mùa này mà quýnh được con cá ngon như cá trác rồi là chỉ có cá lưới cước thôi. Mà anh chị em mình biết thì cá lưới cước là lúc nào nó cũng cao tiền hết. Cá lưới đóng mà. Đây mình cũng xin mời hết tất cả quý anh em mình đang theo dõi kênh YouTube Bố Về Đi Biển dùng bữa sáng với mình tại đảo Nam Du nha. Chút 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 đây cho. Ừ, tao chung đi. Để tao 1 tiếng.